Tao mới làm gạch bữa năm 2008 thì lúc tao đã cho câu lâu rồi nhưng mà không biết có con cá to thế mà nhiều chấm, chấm 20 cân thì nhiều, nó bắt nhiều. Nhưng tự nhiên hôm ấy giờ tối thằng Bái này, thằng Dũng Sòm này, thằng Trinh này, Bái, Dũng Sòm, Trinh, Dũng Bọ uông vội, Dũng cũng chớ. Hôm ấy nó câu, thằng Bái nó câu được nó từ lúc 10 giờ mà đến gần sáng 2-3 sáng nó mới 3-4 cần, không như là khi tao nó cứ kéo ở bên bờ chả làm gì là tao ngồi đứt. To đấy, tao đẩy xuống, to gì. Ui con này ngon. Thẻo ngon, hàng thẻo đấy, mà chục con này rán ngon đấy. Bốn con, đặc biệt là anh bắt thì bốn con ở bốn nơi, nhưng mà đặc biệt là tất cả những con chó về nhà anh ấy thì không con nào cắn khách và cắn người lạ. Trong nhà rất tốt nhưng mà lại không bao giờ cắn người lạ. Chỉ kêu thôi đúng không? Hả? Chỉ kêu chó bình thường thôi. Con bảo cắn thì không bao giờ cắn, chứ không phải là giữ như chó nhà khác. Bây giờ tôi sang nhà anh, nhà nuôi rất nhiều gà chọi. Bác nào mà có nhu cầu mà nuôi gà chọi thì có thể liên hệ với anh để mua vài con gà về chọi. Đây, toàn gà chọi. Tôi cái món này thì không thạo lắm, chỉ thạo món ăn thịt gà, gà chọi không thạo. Đây là gà con đấy, còn gà bố mẹ đâu rồi. Đây là con này. Đây là nhiều chó. Không, chó không cắn. Con này thì bao nhiêu ngày tuổi vậy anh? Con này thêm được 40 ngày. 40 ngày. Anh thì nuôi mỗi gà chọi được à? Đúng rồi. Mỗi gà chọi. Con gà chọi to lắm, phải được 3-4 cân à? Cũng phải, chó không cắn. Đây về nào anh tôi sang đây dù đi câu nhưng ghé qua nhà xem trang trại. Đây này các bác xem, đây đàn gà con. Con này là gà gì anh? Gà chọi. Con gà chọi mái này à? Đúng rồi, nó là bịp chân xanh. Bịp chân xanh á? Chân nó xanh lẻ. Con chọi cái này là bình thường con đực nó mới rụng lông nhỉ? Đất. Con mái này chắc phải đôi 3 triệu một con. Còn con gà sống thì nó chả có giá nào. Có thể 1-2 triệu, nhưng có thể 10 triệu họ không bán. Bởi vì là nó là hay thì bây giờ cây gì đây, cây bưởi anh mới ghép đó. Đây tôi vào đây làm ấm chè, sau đó thì hai anh em sẽ lên đường đi ra hồ câu, hồ ngay nhà đó. Làm ống nước chè xanh cho lòng nó mát ruột. Đây. Xin chào các bác nha. Anh em mang cái này đi đây. Túi này. Mang túi gì đi à? Hôm nay anh em chúng tôi lại dẫn các bác đi câu. Thì hôm nay sẽ đến một cái hồ. Cái hồ này thì là người ta thu 80.000 một ngày. Thì các bác đến đây câu đài, câu lục thoải mái. Thì cái điểm câu đây là ở chỗ thôn gì anh nhỉ? Thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc à? Xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội. Thì kiểu này thì chúng ta từ Hà Nội sang thì đi qua cầu Nhật Tân khoảng độ 3 km sẽ đến. Hôm nay anh em tôi sẽ ngồi ở bên này. Đằng xa kia các bác là cái hồ điều hòa. Hồ đấy thì người ta nuôi cá. không cho câu. Ui trời quá. Đằng xa xa kia thì có cái hồ dịch vụ 300.000 một ngày. Mày hơi sóng gió. Đó là cá quẫy đấy. Mấy anh em sẽ ngồi đây. Mày sẽ cùng câu đài. Đánh cái hóm này chảy ra anh. Không mà đánh cái chỗ này. Chỗ này cái bờ hơi nhỏ, hơi khó ngồi. Đấy, cá đấy. Hay là chú có chống cần cũng ngồi ngoài. Vâng. Hay là chú ngồi trong. Em ngồi ngoài nè. Anh ngồi chỗ này. Tôi sẽ ngồi đây. Cá quẫy rất nhiều. Đấy. Đưa thải ra nhé. Đấy, cá nhiều quá. Đấy nhiều quá. Tôi dùng cái mồi tự làm cám chim, khoai lang, sữa bột và ít bơ, ủ 2 ngày cho nó chua chua để trong tủ lạnh. Tôi bảo cái hồi lắm trôi lắm, mà tôi thử câu xem có được không. Phí. Tao mới làm gạch bữa năm 2008 thì lúc tao đã cho câu lâu rồi nhưng mà không biết có con cá to thế mà nhiều chấm, chấm 20 cân thì nhiều, nó bắt nhiều. Nhưng tự nhiên hôm ấy giờ tối thằng Bái này, thằng Dũng Sòm này, thằng Trinh này, Bái, Dũng Sòm, Trinh, Dũng Bọ ôm vội Dũng cũng chớ. Hôm ấy nó câu, thằng Bái nó câu được nó từ lúc 10 giờ mà đến gần sáng 2-3 sáng nó mới 3-4 cần, không như là khi tao nó cứ kéo ở bên bờ chả làm gì đâu, tao ngồi đứt to đấy, tao đẩy xuống có gì. Ui con này ngon, thẻo ngon, hàng thẻo đấy, mẹ chục con này rán ngon đấy, hàng mầm rộng. Thế sau ai bắt được hay không? Không, tao đẩy lên bắt được. Ông bắt được à? Tao đẩy lên cho nó mang về, nó cân lên, nó chụp ảnh quay phim báo chí được 56 cân. Nó bảo đừng, nó như mất 9 cân trứng. À, 9 cân trứng. Tứ Liên thịt 9 cân trứng. Thế không cho ông khúc nào à? Không. Đến khoảng độ 1 tháng sau là dân tình ta đi câu nó mới đấu tranh, nó biếu 500. Biếu câu có 4-50. Kinh nhỉ, còn 56 cân. Nó biếu 500. Nghe này là đúng. Bây giờ nó vẫn sang. Cái năm đấy là năm bao nhiêu không? 2008. À. Kinh khủng ấy, kỷ lục Việt Nam ấy nhỉ. Báo chí đưa bây giờ vẫn quay lên video, bây giờ vẫn quay lên luôn. Ao kia tao thả sang, đánh ao to kìa, đổ cả ao này, đổ cả ao kia. Nay thằng ấy đánh ao kia đổ mấy con chất to, con chất 6 cân. Cái ao đấy của ông à? Cổ nhà hết. Cái ao góc kia ấy gì? Cổ nhà hết, cả ao to cũng cổ nhà hết. À, hồi đấy 300. Bây giờ vẫn 300 không nhỉ? Chắc thế. Hôm nay được mấy con rồi? Nay có một thằng được 6 con. Cậu đánh cá mặt. Toàn cá chửa và đánh chạm. Đúng rồi, nó đánh chạm mẹ. Tao nhìn thấy ra đêm tao đi dạo tao hôm nay nó bật thì sáng ra đã thấy thằng được 3-4 con. Đánh chạm, đánh đơn cá chửa nó không ăn đâu. Không phải đánh chạm mà nó đánh lục, nó vào ven bờ nó vật. Vâng, đi đây thì đánh chạm đây, đánh lục chạm đây. Nó lầm đục rồi nó cựa là cậu đánh vào lục cậu giật. Vâng, đánh nó ổ nó vào ria, cá xếp đẻ nó vào ngay bờ mà. Ở đấy, ở bên bờ. Đúng rồi. Trước kéo câu Hồ Tây được con như cái quạt. Thằng thích được 2 con ngồi chỗ này, ngồi đúng chỗ bên bờ này. Ôi, đi kia ngã. Trôi con. Rồi cho nó vào đây để nó đỡ cắn đã, tẹo thả. Đấy, toàn đều thế này. Loại này thì thả ăn thì được. Như Ấn Độ đẹp trắng không? Cho vào đây cho nó đỡ phá mồi đã. Chơi béo nhỉ. Công nhận đẹp không? Trắng béo đĩa thả hết cho khách người ta câu. Ông Khải ông câu cái gì đấy? À đây đi cùng chú mang cái cần kia một cần một đấy lại. Oh, good. Hôm nay các hôm nay nhiều trôi, toàn trôi con rô, đến rô to còn thả hết. Đến rô to thôi, anh em tôi đi về. Hôm tới sẽ quay lại đây câu tiếp. Điểm câu cái này thì nhiều rô phi quá, trôi con vừa mới thả nữa, trôi to lắm không ăn. Thôi xin chào các bác và hẹn các bác ở những cái video tiếp theo nha.